Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 3 giờ chiều, tức là 15 giờ của ngày 31 tháng 10 năm 2021. Có khá nhiều câu hỏi đặt cho tôi và tôi cũng có hẳn một cái bản A4 dài như thế này liên quan tới một loạt những thông tin phải nói rằng là cực kỳ chấn động. Tôi sẽ dành cho các bác vào 5 giờ sáng ngày mai một bức email mà gửi cho tôi phải đến 2 hôm rồi. Nhưng mà rồi giờ tôi mới nhận ra và các bác sẽ đọc được toàn bộ cái email đó cộng với cả một cái bản A4 phải nói rằng là thông tin rất khủng khiếp, rất dài. 5 giờ sáng mai nhé các bác nhé. Còn ở trong clip này thì tôi xin chia sẻ với các bác như thế này về hai cái câu hỏi. Một số bác thì có hỏi tôi về cái việc mà 7 cái đơn kiện hay là 7 cái đơn tố cáo liên quan tới Bùi Thanh Quỳnh Như là trước đây của kênh Lang Thang Đường Phố và có tham gia với kênh Lang Thang Đường Phố đó. Cái thứ hai là liên quan tới con số 300 tỷ mà CEO của Phương Hằng thách đố liên quan tới sự việc mà gọi rằng là tiền nam bên bờ vũ trụ. Tôi xin trả lời các bác thế này. Thứ nhất, về 7 cái đơn mà liên quan tới Quỳnh Như thì hầu hết mọi người đều biết qua một cái nó gọi rằng là như sau. Đây là trên kênh Lang Thang Đường Phố và ở kênh Lang Thang Đường Phố này các bác có thể thấy rằng là đều nói rất rõ. Thứ nhất là như thế này. Bị kiện tới 7 lá đơn đó. Quỳnh Như đã bị kiện tới 7 lá đơn và Lang Thang Đường Phố chịu trách nhiệm hết, bởi vì trong hợp đồng có ghi rõ là mọi phát biểu của Quỳnh Như trên kênh Lang Thang Đường Phố thì chịu trách nhiệm và Quỳnh Như không có liên quan đó. Những người kiện thì còn khi làm với Lang Thang Đường Phố thì sẽ chịu hết. Và bên cạnh đó thì Lang Thang Đường Phố có nói một loạt như thế này đó. Buồn cười cho Quỳnh Như, trong hợp đồng thì có ghi rõ những điều phát biểu của em trên kênh Lang Thang Đường Phố thì anh chịu hết trách nhiệm, mà Quỳnh Như thì sao giờ em lại nói vậy. Nôm na thì các bác có thể thấy cái câu chuyện rằng là Quỳnh Như là có ký với cả cái chủ kênh của kênh Lang Thang Đường Phố đấy, tôi không biết tên cái anh chàng gì đấy, cái anh chàng gì mà kênh Lang Thang Đường Phố đấy chủ kênh ấy thì tôi không biết tên. Nhưng mà tôi cũng xin chia sẻ rằng là ở đây nó có hai cái vấn đề đó. Thứ nhất là các anh chủ kênh Lang Thang Đường Phố ấy, anh đừng biến mình thành một nạn nhân. Bởi vì tôi biết rõ rằng là làm được một cái kênh như vậy á, thì anh không phải là cái người mà bình thường. Có nghĩa rằng là có cái sự hiểu biết về mặt pháp luật, hoặc ít nhất anh cũng hiểu biết về mặt pháp luật, hoặc là nhờ người có thể tư vấn cho mình về mặt pháp luật, chứ không phải là không. Anh có thể bảo rằng cái cô luật sư quốc tế, nhưng mà mới chỉ là, tôi không biết là ra trường được chưa, nhưng mà gọi rằng là luật sư quốc tế đấy, mà không biết có bằng luật sư chưa, đó là cái cô Bùi Thanh Quỳnh Như. Nhưng ở đây á, với người mà đã theo, như là tôi đã theo rất nhiều vụ án á, thì các bác có thể là hiểu rằng là tôi cũng có một cái chút xíu, có thể là không được như luật sư, nhưng có một chút xíu về hiểu biết pháp luật. Thì ở đây á, nó có hai cái vấn đề, đó chính là việc mà 7 cái lá đơn. Thì ở đây kênh Lang Thang Đường Phố có nói là đơn kiện, thì ngay cả cái từ kiện anh đã sai rồi. Liên quan đến 7 cái lá đơn của bên phía của Quỳnh Như thì đó là cái đơn liên quan tới tố cáo hình sự. Nó là đơn tố cáo. Rất nhiều người vẫn cứ nhầm tưởng và cứ viết cái từ kiện. Tôi nói nhiều về điều này đến mức độ là thỉnh thoảng tôi cũng bị nhiễu. Nhưng phải hiểu rằng kiện, đơn kiện với cả tố cáo là hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Về mặt bản chất, kiện là, mà ở đây ấy, trong cái trường hợp này của cái Lang Thang Đường Phố với cả là bên phía Quỳnh Như là hai cái phải chịu. Đó. Nói nôm na rằng là tôi chỉ lấy ví dụ các bác thế này. Về phía của chủ kênh Lang Thang Đường Phố nhé, ngay cả ví dụ như là Quỳnh Như là một kẻ đâm thuê chém biếm chém mướn đi, các bác thì ví dụ thế, là nhận một cái nhiệm vụ rằng đi sát hại một ai đó, và sau đó là, mà trước đó thì là có ký hợp đồng với cả là chủ kênh Lang Thang Đường Phố, là cái việc mà tất cả mọi thứ tôi làm anh phải chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Thế nhưng khi công an bắt ấy, vì nó là hình sự, nó là tội giết người đó, thì rõ ràng là Quỳnh Như là sẽ phạm tội giết người, nhưng chủ mưu thì sẽ là kênh Lang Thang Đường Phố. Đó là hai cái sự việc nó hoàn toàn khác nhau.
Còn việc anh chị ký kết với nhau như thế nào thì anh chị ra tòa mà tranh chấp, đó là cái vế thứ hai, đó là mặt dân sự. Đó là mặt dân sự. Anh chị có thể rằng là bảo rằng là Quỳnh Như liên quan đến 7 cái lá đơn tố cáo thì không phải là khi ra tòa đâu, mà khi cơ quan công an người ta điều tra ấy, người ta xác định được rằng chị là người nói những cái này, đó là cái vai trò về mặt cá nhân của chị, vai trò về mặt cá nhân của chị đó, và chị phải chịu mọi cái hành vi của mình để làm việc đó, bởi vì chị là cái người mà có được mọi cái năng lực hành vi, trên 18 tuổi không bị vấn đề về tâm thần, nghĩa là đủ cái năng lực hành vi, thì chị phải chịu trách nhiệm về cái năng lực hành vi của mình, chứ không phải rằng là anh lang thang đường phố chịu trách nhiệm đâu. Đầu tiên là như thế đã, còn đến cái phần nào của anh lang thang đường phố chịu trách nhiệm, ví dụ như là anh lang thang đường phố này là có nói rằng là vân vân và mây mây những cái nội dung, ví dụ như là cho chị đi đâm thuê xem miếng rồi là chị phải nói thế nọ, chị phải nói thế kia, thì đấy là cái thỏa thuận của chị với anh lang thang đường phố. Nếu hai người thích nhau thì hai người kiện dân sự nhau ra tòa. Chính xác ở chỗ này chúng ta mới dùng được từ kiện, và hai cái chủ thể này ra tòa mà tranh cãi với nhau ra tòa án, và họ sẽ phân xử về mặt dân sự. Còn cái việc mà liên quan tới hình sự, 7 cái lá đơn tố cáo, tôi lại một lần nữa tôi phải nhấn mạnh lại với các bác, và đặc biệt là những đội 3C á, những người mà ít hiểu biết về mặt pháp luật, thì ở đây á, là phải hiểu rằng là đây là đơn tố cáo và nó là hình sự. Nó dựa theo cái năng lực cá nhân của anh, của chị Quỳnh Như. Cho nên nói cái chị Quỳnh Như thoát khỏi cái việc này, bởi vì lang thang đường phố chịu trách nhiệm ấy, là những người đó là chưa hiểu về mặt pháp lý, về mặt pháp luật. Thế cho nên ấy, cái câu chuyện ở đó là nhiều người có hỏi tôi, thì tôi xin phép rằng là với cái kiến thức hạn hẹp, ít ỏi của mình, thì tôi cũng xin chia sẻ với các bác đôi điều là như vậy nha các bác. Còn rõ ràng là tôi vẫn đánh giá rằng anh lang thang đường phố là cái anh chàng kia là đang nói chung là làm đàn ông phải đứng thẳng người lên đó, mình có ký hay là mình cái gì đấy, nhưng mà riêng cái việc mà cho mình trở thành một cái dạng như là nạn nhân của cái việc này là phải chịu trách nhiệm về cái lang thang, về chị Quỳnh Như ấy, đó, về cô luật sư quốc tế Quỳnh Như, thì xin phép rằng là thành phố anh làm gì thì làm, có thể đúng hay sai, nhưng ít nhất anh cũng phải nên là một cái thằng đàn ông đứng lên mà chịu trách nhiệm trong việc đó, và đừng biến mình trở thành cái nạn nhân thông qua cái việc đó, việc này, bởi vì anh biết chắc rằng là Quỳnh Như làm cái gì thì Quỳnh Như phải chịu trách nhiệm về mặt năng lực hành vi, còn cái việc nghe lời anh hay không á thì đó là cái vế khác rồi, là cái vế khác rồi nha. Thỏa thuận ký cái gì thì không phải rằng các bác tưởng tượng là ký cái đó là ổn đâu, cũng giống như cái câu ví dụ của tôi á, là ký là một hợp đồng đi giết thuê chẳng hạn, thì cái người kia là cái người mà đi giết cũng vẫn phải chịu trách nhiệm về cái năng lực của mình, nghĩa là cái hành vi của mình, còn cái người bên này cũng là cái hành vi khác, cho nên ấy là cả hai anh chị ráng là cùng nhau mà giải quyết cái việc đó. Nhưng mà dù sao cũng phải đứng thẳng người lên, đó cái là mà tôi chia sẻ với các bác và mọi người. Trở lại câu hỏi thứ hai mà các bác có hỏi tôi ấy, là về 300 tỷ, 300 tỷ của CEO Phương Hằng mà nói rằng là ông Lê Tùng Vân, ông ấy với cả Lê Thanh Minh Tùng, đúng không ạ? Thì tôi xin trả lời các bác thế này. Đầu tiên trước khi trả lời nhé, đầu tiên trước khi trả lời cụ thể thì tôi sẽ nói qua về các bác về thế nào và tôi quan điểm thế nào về tiềm năng bên bờ vũ trụ và một số cái rắc rối liên quan. Còn ở đây á, thì liên quan đến 300 tỷ mà CEO Phương Hằng thách đố ông Lê Tùng Vân là xét nghiệm và sau đó rằng là xét nghiệm không chỉ mình và còn một số người khác, và việc này thì cũng đã lên báo chí rồi nha các bác. Đây lên báo chí rồi và các bác có thể nhìn thấy thế này này đó. Tôi chỉ nói cái gì mà khi báo chí đã đăng, nghĩa là có một cái sở tín thôi, chứ còn bảo rằng là tôi đi đọc thì tôi khó đọc lắm. Đó chính là CEO Đại Nam thì đã nâng kèo lên 300 tỷ trao tay nếu Tịnh Thất Bồng Lai chịu xét nghiệm ADN, và đây là toàn bộ cái bài báo, cái bài viết nha, tăng thêm tiền đó, và hẹn 2 ngày sau nữa mà ông Lê Tùng Vân ông ý không đáp lại thì bà sẽ có phản ứng tiếp theo. Đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn nhận được ở trong cái bài này. Thế thì tôi có gì để bình luận về việc này? Thế thì tôi bình luận luôn rằng là tại sao chị không nâng lên thành 3.000 tỷ? Bởi vì chị có nâng lên 3.000 tỷ hay là 30.000 tỷ thì cũng chẳng khác gì nhau cả. Nói nôm na như thế này, để các bác tưởng tượng thế này. Tự dưng có một ngày đẹp trời, có một người đến và bảo với cả tôi rằng là ông Hoàng ông ấy đi lang trại ở ngoài, ông ấy đi ánh dặm ở ngoài và ông có một cái đứa con, tôi lấy ví dụ thế,
Ông ấy có một cái đứa con ở ngoài, và đứa con đó thì bây giờ 5 tuổi cũng bảo rằng là ông là bố của tôi, ví dụ thế, 15 tuổi chẳng hạn, và ông cũng là bố của tôi. Thế thì tôi mới giãy nảy lên, bởi vì cả cuộc đời của tôi chưa có con ở ngoài, đúng không? Thì tôi sẽ tức tối, tôi sẽ bảo rằng là không chơi cái trò đấy, tôi với cả cái cậu kia không phải là con, đúng không ạ? Thế thì một vị đại gia mới đứng ra bảo rằng là tôi sẽ cho ông Hoàng Dôn này 20 tỷ, 2.000 tỷ đi, mình chơi cho máu, 2.000 tỷ. Tôi sẽ cho ông Hoàng Dôn này 2.000 tỷ nếu ông xét, nghĩa là ông xét nghiệm ADN giữa ông con Kem, thằng Johnny, với cả cái đứa bé kia. Nếu có mối quan hệ huyết thống thì ông sẽ phải chịu, đúng không? Chịu chịu. Còn nếu mà không có mối quan hệ huyết thống thì tôi sẽ trả cho ông 2.000 tỷ, đúng không? Đúng không ạ? Các bác thấy hay không? Đấy, tự dưng có một đứa bé nào đến là bảo tôi là bố của nó. Đấy, sau đó rằng là một chị nữa yêu cầu rằng là tôi xét nghiệm với tất cả gia đình đến những người tôi đang sinh sống, và bảo rằng là nếu như mà có mối quan hệ huyết thống thì ông phải chịu, còn nếu không có mối quan hệ, không có mối quan hệ huyết thống thì là ông sẽ được nhận 2.000 tỷ. Thế thì bây giờ tôi mới bực mình, đúng không? Tôi mới bực mình, tôi mới bảo rằng là tôi chỉ muốn với đứa bé kia thôi. Đứa bé kia đến mà nó bảo tôi là bố, vậy thì đằng là xét nghiệm tôi với đứa bé kia chứ, xét nghiệm gì với cả nhà tôi ở đây, xét nghiệm gì với thằng Kem, thằng Johnny với con Kem của tôi, đúng không? Bởi vì đơn giản thôi, tôi báo cáo với các bác rằng á, cái này tôi đã chia sẻ với các bác khá là nhiều lần rồi. Đó là cái việc mà thiền am bên bờ vũ trụ á, nghĩa là ông Lê Tùng Vân kia kìa, là ông ấy với cả ai ạ? Ông đấy với cả những cái đứa bé đang sinh sống đấy, một số người là có quan hệ huyết thống với nhau. Và việc này ngay cả VTV24 và thậm chí là VTV Cáp hôm qua họ đã chiếu lại cái phần đó. Và đặc biệt hơn là Nguyễn Xin cũng biết rõ cái điều này. Biết một cái việc rằng biết rõ, ví dụ như biết rõ tôi với con Kem với cả thằng Johnny là mối quan hệ huyết thống với nhau. Đúng không? Thì đáng nhẽ rằng là thì chắc thắng rồi. Thế nhưng mà lấp liếm cái gì? Lấp liếm rằng là cái đứa bé kia đồng nhất rằng đứa bé kia cũng là con của tôi được, không được đó. Thế bây giờ đáng nhẽ là phải chơi để chơi sòng phẳng, chị mang đến một người và bảo rằng là đấy là con của ông Lê Tùng Vân, thì đương nhiên rằng là chỉ xét nghiệm hai cái người đó với nhau thôi đấy, chơi cái bài đấy chơi bài xấu. Tôi nói thật với các bác là thế, cho nên cái câu chuyện ở đây nó lằng nhằng lắm, nhưng nó cũng rất là đơn giản. Nếu các bác có thể rằng là suy ra một cách gọi là đơn giản hóa nó đi thì chúng ta sẽ nhìn rõ cái bản chất hơn, nhìn rõ cái điều đó hơn, và chúng ta thấy rằng là có một cái gì đó nó mưu mẹo, có một gì đó nó lươn lẹo, và nó có một cái gì đó nó không chính nghĩa ở chỗ này. Và cái phần không chính nghĩa tại sao ấy, thì chút nữa tôi sẽ chia sẻ với các bác về cái phần mà liên quan tới ông Lê Tùng Vân, thiền am bên bờ vũ trụ, và ngay cả với cả các nghệ sĩ, tôi sẽ chia sẻ với các bác một cái đoạn đó để các bác hiểu rằng là đúng ra cũng không nên lấp liếm lập lờ đánh lận có đen, bởi vì là nó tạo ra một cái hệ lụy rất xấu, và đừng nhân danh chính nghĩa để mà tạo ra một cái thứ xấu xa hơn cho mạng xã hội và cho pháp luật nước nhà. Đó là cái điều không nên, bởi vì thượng tôn pháp luật vẫn là cái kim chỉ nam mà chúng ta hướng tới, mặc dù nó rất khó khăn. Thì clip đó tôi sẽ dành lúc 5 giờ chiều, thì các bác nào quan tâm thì sẽ đến 5 giờ chiều là một clip như thế. Cái thứ hai nữa là liên quan tới tới một cái danh sách, một bản thống kê phải nói rằng là rất chấn động, thì tôi sẽ up lên trên trang của mình vào 5 giờ sáng mai, 5 giờ sáng mai hoặc 7 giờ sáng mai gì đó, coi như là chào đầu năm mới, à chào đầu tháng mới, về mặt dương lịch là đầu tháng mới chúng ta sẽ có một cái để tận hưởng. Một cái người nói rằng là nếu mà là fan của siêu Phương Hằng thì tôi nói rằng là đây là fan good số 1 đấy, bởi vì bỏ ra rất nhiều công sức tuyệt vời nha các bác. Thì hẹn các bác vào 5 giờ sáng mai về clip đó. Còn 5 giờ chiều nay là clip khác. Còn clip này thì xin chia sẻ với các bác rằng là chúng ta có thể nhìn rõ câu chuyện ở đây đó, để thấy rằng là anh nhân danh chính nghĩa thì anh phải làm điều chính nghĩa, đừng có lấy cái nọ cái lọ cái chai nhớ, sọ cái chai. Làm như thế thì với cả có thể lấy được lòng của dân chúng, của nhiều người, nhưng mà để lấy được lòng của trí thức thì không có đâu. Đấy, và các bác là như thế. Và chúng ta cũng xin chia buồn cho luật sư quốc tế Quỳnh Như, và cũng xin gọi rằng là vạch trần cái bộ mặt lang thang đường phố, đừng biến mình trở thành cái nạn nhân. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.